Ngoài những siêu phẩm bàn thắng, những pha kiến tạo đỉnh cao, thì trên sân cỏ cũng không thể thiếu những khoảnh khắc tấu hài khiến người hâm mộ không nhịn được cười. Và sau đây là 6 sự cố hy hữu hài hước trong bóng đá. Trọng tài bị cầu thủ rượt chạy mất dép. Ở trận đấu giữa Deportivo Quito và Espoli tại Ecuador, trọng tài chính Diego Lara đã có một số tình huống gây tranh cãi làm mất lòng cổ động viên Deportivo Quito. Trong đó đỉnh điểm là việc vị trọng tài đen đuổi này cho trận đấu kéo dài tới 6 phút bù giờ, qua đó tạo điều kiện để câu lạc bộ Espoli ghi bàn thắng gỡ hòa 2 đều trong những tiếng la ó của cổ động viên Deportivo Quito trên khán đài. Ngay khi ông Diego Lara thổi còi kết thúc trận đấu, hàng chục cổ động viên quá khích đã lao từ khán đài xuống sân để tìm vị vua áo đen này đối chất. Thế nhưng sự việc đã đi quá xa khi khoảng 30 cổ động viên Deportivo Quito lao vào đấm đá ông Lara và các trợ lý, khiến họ phải chạy vòng quanh sân vận động. Dù vậy, các vị trọng tài vẫn ăn no đòn từ những kẻ quá khích. Sau đó, lực lượng an ninh và cảnh sát đã phải vào cuộc để mà bảo vệ cho Diego Lara và các trợ lý. Một số kẻ quá khích đã tấn công các trọng tài, bị cảnh sát bắt giữ, đưa về đồn để điều tra. Trong trận đấu giữa Capriranga AM với Kanutama AM trên sân vận động Colina ngày 25 tháng 11 năm 2021, sau 90 phút thi đấu, Kanutama AM đã giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, suốt trận đấu này, trọng tài chính Torino cùng với các trợ lý của ông đã có nhiều quyết định gây tranh cãi. Nổi bật là việc trọng tài Torino đã công nhận bàn thắng ở tư thế việt vị của cầu thủ Kanutama AM. Chính vì vậy nên khi trận đấu vừa chấm dứt, các cầu thủ cùng cổ động viên Capiranga AM đã nổi loạn, liên tục chửi mắng trọng tài và các thành viên ban tổ chức. Có người còn ném cả thùng rác lớn xuống sân nhắm vào các quan chức bóng đá. Chưa hết, đám đông hàng trăm người đã tràn vào sân bao vây tấn công trọng tài chính Torino cùng hai trọng tài biên và trọng tài thứ tư Humbert Luis Baia. Từ ống kính truyền hình có thể thấy trọng tài Torino đã bị đánh, sau đó các trọng tài khác bị rượt chạy tán loạn. Có người chạy lên khán đài, có người chạy vào đường hầm, có trọng tài bị cổ động viên rượt đuổi khắp khán đài phải nhảy qua hàng rào để bỏ trốn. Hiện tại Liên đoàn bóng đá Brazil đang chờ báo cáo của giám sát trận đấu để có án phạt cụ thể cho Capiranga. Một sự cố xấu xí đã kết thúc trận derby vòng 10 Audrey Sofia Quest giữa Costin Brock và Tornado, vốn được kỳ vọng rất nhiều nhưng mà chỉ kéo dài 21 phút. Khi trận đấu bị hủy, đội chủ nhà đang dẫn với tỷ số 1-0, bàn thắng của Dimitrov. Nguyên nhân do trọng tài chính Vasin Tsoklinov bị các cầu thủ Tornado tấn công. Tiền đạo hàng đầu của đội khách Kalojan Karasinov sau khi bị đối phương phạm lỗi đã yêu cầu trọng tài phải có hình phạt nghiêm khắc hơn đối với cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, trước phản ứng gay gắt của Karasinov, trọng tài phạt cầu thủ này thẻ vàng. Chứng kiến điều đó, đội trưởng của đội khách Georgi Georgiev đã lao vào đầy tức giận, gạt văng chiếc thẻ vàng trên tay trọng tài. Ngay sau đó, Karasinov tát vào mặt trọng tài, khiến trọng tài phải chạy về phía phòng thay đồ. Nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Tornado cũng đã lao vào sân đòi đánh trọng tài, khiến vị vua sân cỏ phải chạy rẽ đất và thổi còi thông báo hủy trận đấu. Tuy nhiên, những dòng máu nóng của Tornado chưa hạ nhiệt, trọng tài tiếp tục bị rượt đánh, khiến ông phải chạy ra khu bãi đỗ xe. Trận đấu đã phải tạm dừng chỉ sau 21 phút. Liên đoàn bóng đá Bulgaria điều tra vụ việc và có hình thức xử lý kỷ luật đối với những người tham gia gây rối. Cầu thủ tự chuốc họa vào thân. Trong bóng đá, đôi khi dù không cố ý, nhưng mà các cầu thủ lại tự đá bóng vào người mình, khiến người hâm mộ không thể nhịn cười bởi sự hài hước của nó. Chính các tình huống vui vẻ như vậy chẳng những giảm bớt sự căng thẳng, quyết liệt vốn không thể thiếu trong môn thể thao vua, mà còn khiến trái bóng tròn trở nên thú vị hơn rất nhiều. Và đây là những anh chàng cầu thủ kém may mắn khi tự mình hại mình trên sân bóng. Michy Batshuayi cũng đã từng tạo nên một khoảnh khắc hài hước khi mà anh cầm trái bóng sút thật mạnh để ăn mừng nhưng lại đi trúng cột và đập ngược vào mặt. Cụ thể, phút 51 trận đấu giữa Anh và Bỉ, Adnan Januzaj khai thông thế bế tắc cho Quỷ Đỏ bằng một cú cứa lòng không cho thủ môn Jordan Pickford một cơ hội cản phá. Có lẽ vì quá phấn khích với pha làm bàn đẹp mắt của đồng đội, Michy Batshuayi đã chạy đến ôm trái bóng và tung cú sút hết tầm chân. Thật không may, trái bóng lại đi trúng cột, nảy ngược trở lại và đích đến lại chính là mặt của Michy Batshuayi. Đây trở thành pha ăn mừng gậy ông đập lưng ông được cư dân mạng chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Suýt vỡ mặt với pha ăn mừng chẳng giống ai, có lẽ sau này Michy cần phải học cách tém tém lại mỗi khi đội nhà ghi bàn. Cư dân mạng còn hài hước bình luận rằng, dù được thay thế Lukaku nhưng Batshuayi không ghi nổi ấn tượng nào trong trận đấu nên đành phải chiếm spotlight bằng pha ăn mừng lố bịch trên. Diễn phim trên sân bóng. Trong trận bán kết lượt về với Indonesia, ở tình huống tuyển Việt Nam được hưởng phạt góc ở phút 74 thì tiền vệ McClough đã đứng kèm sát Đoàn Văn Hậu trong vòng cấm Indonesia.
Sau đó McClure đã bỗng dưng ngã xuống nằm lăn lộn đau đớn trên sân. Nhưng mà khi xem lại pha quay chậm từ truyền hình thì rõ ràng văn hậu chẳng hề tác động đến McClure, mà do cầu thủ gốc Hà Lan này tự biên tự diễn với ý đồ ăn vạ. Rất may hành động kịch sĩ của McClure đã chẳng thể lừa gạt được trọng tài. Sau trận đấu này, McClure bị cổ động viên Việt Nam ghé thăm. Trang Facebook có dấu tích xanh của McClure đã bị rất nhiều cổ động viên Việt Nam khám phá và để lại rất nhiều bình luận hài hước và đề nghị trao giải Oscar cho ngôi sao 30 tuổi này. Hậu vệ Stefan Zuba, cầu thủ từng chơi ở Premier League, đã có màn ăn vạ trơ trẽn quá sức tưởng tượng. Trong trận AFC Tottenham thắng Tottenham Town 2-1 tại giải bóng đá Southern Football League của Anh hồi năm 2020. Được biết trong trận đấu này, sau tình huống tổ chức tấn công không thành công của AFC Tottenham thì bóng đã đi hết đường biên ngang. Một nhân viên ở ngoài sân đã đá bóng bỗng ngược trở vào sân. Quả bóng rơi còn chưa chạm hậu vệ Stefan Zuba AFC Tottenham. Sau khi quay lưng lại nhìn, Stefan Zuba đã lập tức thực hiện màn ăn vạ hết sức trơ trẽn khi mà té ngã và nằm co người lăn lộn rất đau đớn trên sân. Thông tài đã phải tạm dừng trận đấu để kiểm tra cho Stefan Zuba. Trong khi trên khán đài, rất nhiều tiếng cười giễu cợt của người hâm mộ đã vang lên được truyền hình thu rất rõ. Tất nhiên là Stefan Zuba chẳng bị sao cả và sau đó anh đã đứng dậy chạy thi đấu bình thường. Trong tình huống tranh cãi, cầu thủ Unia Zanikova của câu lạc bộ Pogon Mogino đến gần trọng tài và bất ngờ đón trái bóng được một cầu thủ đối phương ném ra. Anh này ngay lập tức đặt trái bóng lên đầu rồi lăn ra sân với vẻ đau đớn, như thể vừa hứng cú ném trời giáng từ đối phương. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn ngã lăn ra sân với vẻ mặt đầy đau đớn. Tình huống diễn ra ngay trước ống kính máy quay nên tất cả mọi người đã chứng kiến được hành động diễn kịch của Unia Zanikova. Trong bóng đá, việc cầu thủ cố tình diễn để mang về lợi thế cho đội bóng là điều thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, tình huống của Unia Zanikova xứng đáng được gọi là trò hề trước mắt hàng trăm khán giả và máy quay. Vừa rồi là một số sự cố hy hữu trên sân cỏ khiến người hâm mộ không nhịn được cười. Cùng đón xem tiếp phần 2 ở video sau nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.